bao giờ Việt Nam mới hết trở thành bản sao của Trung Quốc? Đài tiếng nói nước Pháp AFI đưa tin, chính quyền Trung Quốc ngày 1 tháng 11 thông báo tất cả các tài khoản mạng xã hội của những nhân vật gây ảnh hưởng có nhiều người theo dõi sẽ phải công khai danh tính thật. Theo đó, chính quyền Trung Quốc vừa bắt buộc người dân phải công khai danh tính đối với các tài khoản của những nhân vật gây ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cụ thể, những người nổi tiếng gây ảnh hưởng sẽ là những đối tượng liên quan đến chiến dịch chấm dứt các tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội. Từ nay trở đi, các tài khoản lớn với tên giả sẽ bị các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc bao gồm WeChat, Weibo, Baidu và tất cả những cái mạng khác được yêu cầu công khai danh tính thật của họ. Được biết, chỉ riêng trên mạng Weibo, theo giới quan sát cho biết, quyết định này liên quan đến trên 500.000 người đăng ký và trên 1 triệu người theo dõi sẽ bị ảnh hưởng. Trung Quốc bắt công khai danh tính các tài khoản của những nhân vật gây ảnh hưởng trên mạng xã hội. Theo đài phát thanh tiếng nói nước Pháp, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc nỗ lực ngăn chặn những tin đồn trên mạng Internet và điều này có thể gây ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận, quyền tự do biểu đạt của người dân Trung Quốc vốn đã bị siết rất chặt. Kể từ nay, những người bình thường ở Trung Quốc sẽ không dám bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội nữa. Theo giới quan sát quốc tế, kể từ đây, những tài khoản chuyên đưa các thông tin về thời sự hay kể cả tin kinh tế sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định mới này. Trước đây, những người nổi tiếng hay có ảnh hưởng đối với công chúng ở Trung Quốc, nhiều người lo ngại việc sử dụng danh tính thật trên mạng xã hội có thể bị thóa mạ bởi những người không đồng tình. Nhưng đến nay, những người nổi tiếng ở Trung Quốc lại cho rằng những đe dọa trước đây không đáng ngại bằng quyết định mới, quy định các trang mạng xã hội Trung Quốc sẽ bị siết chặt hơn nữa. Theo giới phân tích và quan sát chính trị Việt Nam cũng như quốc tế, người ta lập tức liên tưởng tới những sự kiện bất thường ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Đó là câu chuyện liên quan đến những người của công chúng, cũng như các doanh nghiệp kinh doanh thành công có tên tuổi liên tiếp bị khởi tố hình sự hay gây khó dễ. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022. Theo như vụ bà Nguyễn Phương Hằng nhận bản án tới 3 năm tù sau khi livestream thu hút một số lượng người theo dõi đông đảo chưa từng thấy, tới hàng triệu lượt view mỗi clip. Nội dung các video clip này cũng chỉ là những chuyện của bà Tám rảnh rỗi chuyên bóc phốt nhau trong giới showbiz, hay chuyện người mẫu Ngọc Trinh bị bắt về tội gây rối trật tự công cộng sau khi đăng tải các video clip quay cảnh biểu diễn xe phân khối lớn trên đường, thu hút hàng triệu người xem. Rồi mới đây nữa, việc điều tra để xét xử nhà xe Thành Bưởi, một doanh nghiệp vận tải hành khách nổi tiếng ở miền Nam. Nhà hoạt động xã hội tên tuổi ở Việt Nam, ông Nguyễn Anh Tuấn, hiện đang bị chính quyền thúc ép đến mức phải sang tị nạn chính trị ở Canada. Trong bài viết mới đây với tiêu đề "Bọc ma chuyên chính" trên trang cá nhân, đã đưa ra nhận xét đáng quan tâm khi cho rằng vụ bắt giữ bà Nguyễn Phương Hằng và người mẫu Ngọc Trinh, sau đó là việc điều tra nhà xe Thành Bưởi, báo hiệu một bóng ma đang quay trở lại đời sống xã hội tại Việt Nam. Những vụ án như thế này đang xuất hiện thường xuyên hơn trong những năm gần đây, không khỏi khiến dư luận thắc mắc. Điều gì đang xảy ra với cơ quan thực thi pháp luật vậy? Ông Bộ trưởng Bộ Công an đầy tai tiếng Tô Lâm. Lâu nay, công luận và giới quan sát có nhận xét chung rằng Trung Quốc và Việt Nam là hai trong số các quốc gia còn sống sót sau sự phá sản của chủ nghĩa cộng sản vào những năm 1990-1991. Và nhà nước Việt Nam đã tiến hành các chính sách kinh tế, chính trị giống hệt như Trung Quốc. Thậm chí, nói không ngoa, Việt Nam chính là một phiên bản copy gần như 100% của Trung Quốc trên mọi khía cạnh. Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định rằng chính sách đối ngoại, độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế là chính sách nhất quán trong đường lối đối ngoại. Có nghĩa là Việt Nam thì khẳng định một quốc gia độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ không phụ thuộc vào nước lạ. Vậy tại sao với việc mới nhất trong việc quản lý người nổi tiếng trên mạng xã hội, Việt Nam cũng dập khuôn y chang như bên Trung Quốc vậy? Câu thành ngữ Bắc Kinh đổ mưa thì Hà Nội dương ô có lẽ là câu trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin "Bao giờ Việt Nam mới hết trở thành bản sao của Trung Quốc?" Vì sao đa số người dân có muốn cũng không dám tin vào Đảng? Sau khi Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về việc mua tin,
với mức không quá 10 triệu đồng mỗi tin từ người dân để phục vụ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời hứa đảm bảo giữ bí mật thông tin, bảo vệ người tố cáo cung cấp thông tin. Dư luận xã hội thấy rằng dân tình nghe qua thì sướng lắm, vì vừa có tiền vừa góp phần chống giặc nội xâm. Nhưng sự sung sướng ấy chẳng được bao lâu, trên mạng xã hội đã có ý kiến cảnh báo rằng bà con đừng có mà dại tin, rồi làm đơn tố giác, tố cáo. Có khi kẻ bị tố cáo chưa làm sao thì người tố cáo đã bị bắt giam hoặc bị tai nạn giao thông bất thường, rồi dẫn đến tử vong. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảo tưởng khi tuyên bố dân Việt Nam tin yêu Đảng. Người ta vẫn còn dẫn chứng phát biểu của ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ, nói tại hội nghị chống tham nhũng do Bộ Tư pháp tổ chức vào ngày 4 tháng 3 rằng chống lại họ có khi chúng tôi chết trước, kèm theo lời nhắc nhở rằng miếng format ngon chỉ có trong chiếc bẫy chuột. Thậm chí có ý kiến còn nói toạc móng heo rằng mấy ông bỏ ra 10 triệu tiền thuế của dân để bẫy kẻ thù tố cáo mình thì quá hời, Cộng sản đúng là khôn hết phần của thiên hạ. Liệt kê vài dòng như vậy có thể thấy đa số người dân Việt Nam có muốn tin cũng không dám tin vào cái Đảng Cộng sản Việt Nam này. Một đảng chuyên nói một đằng, làm một nẻo. Ngoài mặt thì họ vận động tuyên truyền kêu gọi nhân dân tham gia phòng chống tham nhũng, làm tay mắt cho đảng trong cuộc chống giặc nội xâm. Nhưng sau lưng họ triệt hạ không thương tiếc những người dám tố cáo cũng như chống tham nhũng. Không chỉ riêng bài học của cựu đại úy công an Lê Chí Thành vì tố cáo giám thị trại giam Thủ Đức tham nhũng tiêu cực, hai việc quay clip làm bằng chứng của hành vi tham nhũng của lực lượng cảnh sát giao thông để mà tố cáo lên mạng xã hội, kết cục không chỉ bị công an đánh cho thân tàn ma dại mà còn bị khởi tố bắt giam và bị kết án nhiều năm tù với cáo buộc chống người thi hành công vụ và tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự vào năm 2015. Song chuyện của đại úy công an Lê Chí Thành là quá nhỏ so với chuyện của cụ Lê Đình Kình, chủ tịch xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, một người có 84 tuổi đời, 56 năm tuổi đảng. Sách Niềm tin yêu của nhân dân với bạn bè quốc tế với ông Tổng Bí thư. Bởi cụ Kình ngây thơ cả tin và kêu gọi của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để cuối cùng lực lượng cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an với hàng trăm tay súng nửa đêm đã tấn công vào Tôn Hoành, bắn chết cụ Kình trong phòng ngủ. Dù rằng đến trước khi chết, cụ Lê Đình Kình luôn luôn nói rõ cụ không chống đảng, không chống nhà nước, chỉ chống bọn tham nhũng, chống lợi ích nhóm theo lời kêu gọi của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vậy mà lực lượng công an nhân dân, còn đảng, còn mình thì lại quyết không tha cho cụ. Họ giết cụ bằng một phát súng bắn thẳng vào tim. Thử hỏi một nhà nước lại đối xử thô bạo với một lão nhân lão thành cách mạng trong chính của đảng cầm quyền của mình mà không tần toán xét xử đến như vậy, thì người dân nào có thể tin được đảng đây? Giáo sư Mạc Văn Trang, người từng có 54 năm tuổi đảng và đã quyết định bỏ đảng vì mất lòng tin. Giáo sư Mạc Văn Trang từng nhận định rằng chưa bao giờ người ta cảm thấy mất niềm tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam như bây giờ, nhất là sau vụ Đồng Tâm. Họ đã giết ông cụ, tức là cụ Kình ấy, nên dư luận xã hội người ta bất bình. Cho nên cũng đừng hỏi tại sao, vì đa số người dân Việt Nam không tin vào Đảng Cộng sản. Vậy mà báo Quân đội Nhân dân số đặc biệt ngày 20 tháng 1 đã đăng một bài viết với tựa đề Đảng khai xuân khải hoàn. Trong đó ông Tổng Bí thư của Đảng kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: có lẽ hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến đảng cầm quyền, nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản. Ông Trọng còn nói thêm đại ý, không có đảng cầm quyền nào trên thế giới được dân tin yêu như đảng ta. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Đó là nguyên văn lời ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố sau ít ngày sau khi ông ra lệnh cho công an giết chết cụ Kình vào ngày 9 tháng 1 năm 2020. Theo Đài Á Châu Tự Do, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cũng nhận xét về phát biểu đi trên mây của ông Trọng, cho biết như sau: tôi nghĩ đi lang thang trên các xe buýt ở Hà Nội hay lang thang ở quán trà, quán nhậu, quán ăn, rồi vểnh tai lên nghe thì số người dân ghét chế độ này, ghét Đảng Cộng sản Việt Nam của Nguyễn Phú Trọng chắc phải lên đến 70%. Khi đó dư luận đồng tình cho rằng nhân dân nào mà ủng hộ cho một cái đảng giết đồng chí của mình được hả ông Trọng?
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin ngày hôm nay. Vì sao đa số người dân có muốn cũng không dám tin vào Đảng? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.